Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin du lịch do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 cao nhất từ đầu năm với 1,6 triệu lượt khách. Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 dự kiến khai mạc vào tối 26 tháng 4 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hứa hẹn hấp dẫn, thu hút du khách. Hè năm 2024, Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới đẳng cấp, quy mô và hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, khách quốc tế đến Việt Nam quý 1 năm 2024 tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong tháng 3 năm 2024, Việt Nam đón gần 1,6 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất kể từ đầu năm. Theo Trung tâm Thông tin Cục Du lịch Việt Nam, tháng 3 năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng rất tốt của nhiều thị trường so với tháng 2 năm 2024. Trong đó, Nhật Bản, Bỉ tăng, Pháp, Italia, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ. Đáng chú ý, thị trường lớn Trung Quốc tiếp tục phục hồi tích cực. Theo đánh giá chung, trong quý 1, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,2 triệu lượt, chiếm 26,6%. Trong tổng số hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 3,9 triệu lượt người, chiếm 83,6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Bằng đường bộ đạt 625.300 lượt người, bằng đường biển đạt 136.700 lượt người. Mới đây, tạp chí điện tử về đời sống nổi tiếng của Mỹ Smoky Mountain đã tổng hợp danh sách những điểm du lịch một mình an toàn nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam có phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam vinh dự đứng đầu danh sách. Tạp chí Smoky Mountain cho biết Hội An Việt Nam có tỷ lệ tội phạm là 6,25, thấp hơn nhiều so với Lima, Peru, nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất là 84,51. Khi đến Hội An, du khách không cần phải lo lắng về việc bị móc túi, hành hung, bắt cóc hoặc làm hại trong chuyến đi của mình. Xu hướng đi nghỉ mát một mình dự báo sẽ bùng nổ vào năm nay. Theo số liệu từ Google, từ khóa tìm kiếm cụm từ du lịch một mình tăng 761% trong thời gian vừa qua. Điều này được chứng minh bởi nhiều công ty du lịch hiện đang báo cáo lượng đặt phòng từ khách du lịch một mình tăng đột biến. Và Hội An là một trong những điểm đến lý tưởng cho những người muốn đi du lịch một mình với sự yên bình và an toàn. Đại diện lãnh đạo Cục Du lịch cho biết tất cả dịp cao điểm đều xảy ra sự mất cân đối, cầu vượt cung dẫn đến vé máy bay tăng cao. Đây là một trở ngại trong du lịch nhưng cũng tạo ra những cơ hội để ngành du lịch đa dạng hóa sản phẩm, điểm đến và phương tiện di chuyển. Theo đại diện Cục Du lịch, nước ta có tới 3.200 km đường biển với những bãi biển đẹp. Ngành hàng hải có thể đầu tư các tour du lịch trên tàu biển, không chỉ mang đến cho du khách những cảm xúc mới mẻ trên đại dương mà khi cập bến còn có thể trải nghiệm các sản phẩm trên bờ. Với ngành đường sắt, có thể phát triển nhiều sản phẩm để du khách tận hưởng những cung đường tuyệt đẹp. Đặc biệt, phải tạo ra sản phẩm ngay trên phương tiện như ẩm thực, nghệ thuật. Riêng với đường bộ, khi các dự án hạ tầng, nhất là cao tốc đi vào hoạt động, thì du lịch đường bộ cũng phát triển mạnh. Các đơn vị doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phương tiện, mở rộng hình thức kết nối giữa đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không để tạo ra nhiều phương thức du lịch mới. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Theo đó, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 4 tại quảng trường biển khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Lễ hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật được thực hiện với chủ đề Nghi Sơn Biển Ngọc Khát Vọng Vươn Xa. Trong khuôn khổ, lễ khai mạc sẽ tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP với sự tham gia của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã và một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ nhân dân và du khách như biểu diễn, trò diễn nấu cơm thi, diễn sướng, giá hầu cô bé thượng ngàn và giải bóng chuyền gia nam mở rộng. Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của con người Nghi Sơn, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững.
điểm du lịch nào mới hấp dẫn nên khám phá trong mùa hè này? Đây là câu hỏi của không ít du khách trước khi đặt chân đến với xứ Thanh. Được thiên nhiên ưu đãi về cảnh quan, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được nhiều dự án đầu tư và du lịch. Trong mùa hè năm nay, với sự ra đời của những điểm đến sản phẩm mới như Flamingo Ibiza Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn, Thanh Hóa hứa hẹn sẽ bùng nổ, mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Với định hướng trở thành một thành phố thương mại du lịch 5 sao, Flamingo Ibiza Hải Tiến đáp ứng 5 xu hướng: check-in, ăn chơi, shopping, sành điệu, lễ hội của du khách. Đặc biệt, các căn biệt thự cao cấp tại đây được thiết kế theo hai trường phái nghệ thuật kiến trúc gồm Flamingo Art Color Design và Flamingo Flower and Forest in the Sky, sẽ mang lại sắc thái tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi giải trí cuồng nhiệt nhưng vẫn mang đến không gian xanh, tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên, tạo nên giá trị cốt lõi và tính bền vững trường tồn của sản phẩm nghỉ dưỡng. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong mùa hè năm 2024 với hàng loạt tiện ích độc đáo chưa từng xuất hiện tại Thanh Hóa. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới, chúng tôi sẽ chính thức đưa vào hoạt động toàn bộ dự án và các tiện ích như trung tâm nghỉ dưỡng 4 mùa Ibiza Party Resort, trung tâm tắm onsen Nhật Bản Ruriko, bảo tàng kem và kẹo ngọt Lala Ice Cream, Sky Bar tầng 21, bể bơi vô cực, bể bơi 4 mùa, quảng trường ánh sáng, quảng trường sắc màu, công viên giải trí Lala Game Kingdom, phố đi bộ Lala Mingo. Song song với đó, những chuỗi lễ hội sẽ được tổ chức bài bản, quy mô, biến năm 2024 trở thành năm du lịch Ibiza. Còn đến với thành phố Sầm Sơn hè này, cùng với các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch thường niên, du khách còn được trải nghiệm những không gian rực rỡ sắc màu giải trí. Sau khi được đưa vào hoạt động quảng trường biển Sầm Sơn với quy mô 2 hectare, sức chứa khoảng 10.000 người vào mùa hè năm 2023. Hiện nay, công ty cổ phần mặt trời Sun Group đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để đưa tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động vào cuối tháng 5, phục vụ cho mùa du lịch hè năm 2024. Tại đây sẽ có nhiều sản phẩm giải trí độc đáo. Dự án này cùng với các dự án khác của Sun Group sẽ góp phần nâng tầm, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến 4 mùa, đa dạng hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với vùng đất này. Trong giai đoạn 1 này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào hoạt động và một số những cái trò chơi phục vụ cho gia đình, phục vụ cho mọi lứa tuổi. Ví dụ như là sông lười, rồi bể tạo sóng hoặc là một số những cái trò chơi cảm giác mạnh. Đấy, trong đó thì có những cái tổ hợp trò chơi phục vụ cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên có mặt ở Đông Nam Á cũng như là châu Á. Và tôi tin là sẽ nhận được sự đón nhận của người dân cũng như là du khách tới Sầm Sơn. Theo kế hoạch, trong mùa hè năm nay sẽ có nhiều dự án lớn được đưa vào hoạt động, bao gồm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, để các dự án du lịch quy mô lớn được triển khai nhanh và đi vào hoạt động, các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn Thanh Hóa luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chính quyền địa phương đối với các dự án, đặc biệt là những dự án mà có cái tính chất nó hơi đặc thù, ví dụ như là về du lịch, về nghỉ dưỡng như resort Trang Mai thì rất là được các lãnh đạo huyện cũng như các đồng chí lãnh đạo tỉnh là đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ để cho tập đoàn triển khai thi công nhanh nhất có thể. Năm 2024, với mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì phát triển sản phẩm du lịch sự kiện với 145 hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Với sự ra đời các dịch vụ, sản phẩm du lịch mới đẳng cấp của các nhà đầu tư lớn sẽ góp phần thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế đến với Thanh Hóa, để xứ Thanh xứng tầm là trọng điểm trên bản đồ du lịch Việt Nam. Bản tin du lịch ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.